Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 21 tháng 7 2023. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng nảy tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 21 tháng 7 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, cầu nguyện cho tất cả những tội nhân, mà trong đó chính mỗi người chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi và anh chị em, tất cả chúng ta đều là tội nhân, cần được lòng Chúa thương xót. Nhưng đặc biệt cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng. Những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục, chạy theo lạc giáo, lìa bỏ giáo hội, cho được ơn hoán cải quay trở về với hội thánh, với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 15 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Xuất Hành, chương 11 câu 10 đến chương 12 câu 14. Bài trích sách Xuất Hành: Ngày ấy ông Môi-se và ông A-ha-rôn làm mọi thứ phép lạ trước mặt Pha-ra-ô, nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chay đá và vua không thả con cái Israel ra khỏi xứ. Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông A-ha-rôn trên đất Ai Cập: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: Mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được,
phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều. Máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng với cả đầu, chân và lòng. Không để lại gì đến sáng, cái gì còn lại đến sáng phải đốt đi. Các ngươi phải ăn vội vã, đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã thao cởi. Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thanh danh Đức Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 12 câu 1 đến câu 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng, ông và nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến? Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện Môi-se trong sách Xuất Hành. Ngày ấy Môi-se và ông A-ha-rôn làm mọi thứ phép lạ trước mặt Pha-ra-ô, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa thương xót dân người và Chúa tỏ quyền năng để cứu dân người vì tiếng họ rên xiết đã thấu đến tai Chúa. Và Chúa muốn đưa dân ra khỏi đất Ai Cập, cho họ khỏi làm nô lệ người Ai Cập, cho họ vào đất hứa, đất mà Chúa nói chảy sữa và mật. Đó là lòng thương xót và quyền năng của một Thiên Chúa. Để tỏ quyền năng ấy ra,
Chúa sai Môi-se và A-rôn đến với Pharaoh và yêu cầu vua Pharaoh cho dân Do Thái đi vào trong sa mạc 3 ngày để dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Pharaoh không cho. Chúa cho Môi-se và A-rôn thực hiện tới 9 phép lạ. Châu chấu rồi dịch tễ đủ mọi thứ. Cứ mỗi lần xảy ra một tai nạn, xảy ra một tai họa, thì Pharaoh lại sợ và nói thôi thôi được rồi đi đi. Nhưng mà khi mà dân chuẩn bị đi thì ông lại tiếc bao nhiêu người này làm tay sai, làm nô lệ cho mình. Bây giờ mà bỏ nó đi thì mất một cái nguồn nhân lực phục vụ cho mình, uổng quá, lại không. Chúa lại làm phép lạ thứ hai, rồi lại chịu, rồi lại không. Cứ như thế, 9 lần như vậy. Ta thấy đó là hình ảnh của mỗi một người chúng ta. Khi mà mình bị cái gì đó, Chúa nhắc nhở mình, nói nhẹ không ưa thì mẹ tôi hay đánh tôi và nói rằng là nhẹ không ưa thì ưa nặng. Thế là mẹ tôi phải quất cho tôi mấy roi, tôi mới chịu đi học, tôi mới chịu làm việc. Còn nói nhẹ, con ơi đi học đi, con ơi đi lễ đi, không chịu, không nghe, vâng vâng dạ dạ rồi để đó. Quất cho 2-3 roi và nói, mày nhẹ không ưa, ưa nặng à, phạt, phạt, phạt. Chạy đi lễ, chạy đi làm. Mỗi người chúng ta đôi khi trong cuộc sống mình cũng như thế. Lúc mà Chúa ban ơn cho mình được ơn phúc của Chúa, mình làm những điều sai quấy, Chúa nhắc nhở mình không có nghe, không có chịu quay lại. Đến khi phải xảy ra một cái biến cố nào đó mới chịu quay trở về. Và tôi cảm nghiệm nơi chính bản thân mình, cũng như gặp rất nhiều những người đã như thế. Có ông đại già đến xin cầu nguyện, xin khấn. Nói sao? Hôm nay là gì đó? Rồng cái gì? Rồng đến nhà tôi mà. Nay mà thấy ông đến cầu lòng thứ Chúa, bảo chẳng giấu gì cha. Cái này đất đai, bất động sản đứng hết, phá sản hết. Cho nên nợ nần quá sức. Bây giờ không đến mà cha không cứu con là chết, bảo sao tôi cứu được ông? Sao ông không chạy đến những tay đại gia lớn hơn ông đó, chạy đến ngân hàng, những người có quyền lực ấy, bảo cũng chẳng giấu gì cha, chạy hết rồi. Lúc mà mình có tiền, có quyền thì nói ai cũng nghe mà người ta chạy đến. Nhưng bây giờ họ biết mình sắp phá sản rồi, ngân hàng cũng lắc đầu, bạn bè nó cũng xua tay và những người khác đều tắt điện thoại không liên lạc được. Và cuối cùng bí của ông mới cầu đến tôi và đến lòng thương cho Chúa phải không? Thu nhận, dạ vâng. Nhiều lắm. Khi nào mà mình còn làm ăn được, ăn nên làm ra chả bao giờ. Rồi anh bạn khác đi cả nhắc đến. Sao? Nọ thấy khỏe lắm mà. Sao bị sao vậy? Chẳng giấu gì cha, đi đua xe. Mẹ con nói quay về với Chúa lần Chúa mình cô chả bao giờ nghe. Đi đua xe, chạy vút anh hùng. Giờ bị tông xe, bắt nẹp mấy cái ống vào chân, đau quá rồi. Mãi không khỏi, cứ bị nhiễm trùng mãi. Mẹ con bảo, mày bây giờ mày đã chịu đi đến với lòng thương xót Chúa chưa? Nói thật, con đi bao nhiêu bác sĩ rồi, họ đều lắc đầu, con mới đến với cha đấy. Hôm nọ gọi đi thiền nguyện tin thác sau không đi. Gặp con bé xinh, trẻ, đẹp, ngon lành. Con bận, con thấy này, thấy khác. Mấy tháng sau quay về, buồn bã, sao rồi? Cha cho con đi tham gia làm gì cho đỡ buồn. Sao vậy? Mới bị bổ nó đá. Bảo trước sao cha mời mãi không đi. Lúc đó còn đang đẹp, còn đang trẻ, còn đang ngon. Bao nhiêu thằng nó theo con chảnh chọe. Chảnh chọe quá, cuối cùng những thằng nó theo con thì con không theo, mà con theo nghe thằng bìa phát hiện ra nó có vợ rồi. Tôi bảo theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Theo tình thì tình phớt, mà phớt tình thì tình theo. Bạn bị như vậy chưa? Chưa. Còn ông kia nói to lắm, bị chưa? Chưa. Còn cái bạn này ngồi tủm tỉm bị chưa? Không dám nói phải không? Bây giờ mới chạy đến với lòng thương Chúa phải không? Còn trước rồi còn mấy thằng nó theo rủ có đi không? Đó. Những cái biến cố nó xảy đến làm cho mình bỗng giật mình. Mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Tình, tiền, tài,
danh lợi. Những cái đó nó cuốn hút mình. Mà Chúa làm cho những biến cố tình, tiền tài, danh lợi nó xảy đến, mất cái này mới chạy đến với Chúa, mất cái này mới chạy đến với Chúa. Pharaoh cũng vậy. Cứ để cho một tai nạn nó xảy đến thì mới chịu nghe lời Chúa và cho dân đi. Nhưng mà rồi lại tiếc, lại quay về đường cũ. Chúng ta cũng thế. Rồi cái ông đại gia đó xong, thế ngày nào cũng đi cầu nguyện. Một thời gian sau lại vắng bóng luôn. Vắng bóng luôn. Rồi tình cờ tôi gặp ở ngoài đường. Bảo, ủa sao lâu lắm mà không thấy đi cầu nguyện nữa. Mà trước tôi thấy là anh quỳ giang tay ra, mọi người đều để ý hết mà. Sao bây giờ lại không thấy đi nữa vậy? Bảo, chả giấu gì cha. Lúc nào bắt đầu câu chả giấu gì cha. Bảo, khi nó giấu thì không giấu ai biết được. Cứ chả giấu gì cha. Chúa ban cho từ hồi quay về với lòng thương cho Chúa, thì cha cầu nguyện cho thì cũng bán được mấy miếng đất, rồi trả được nợ, rồi dần dần bây giờ cũng phất lên rồi. Còn đang làm mấy công trình nữa, còn 2-3 công trình nữa. Rồi sao không đi đến mà cầu nguyện với Chúa? Chả giấu gì cha, nó bận quá. Bây giờ mấy công trình nó quân hút trắng còn giờ kinh sách gì cả. Tôi cười tôi bảo, ngon rồi nha. Ngon rồi nha, coi chừng gặp lại lần nữa đó nha ông. Biết gặp lại lần nữa là gì không? Lại thất bại lần nữa rồi mới chịu chạy đến hay sao? Cứ phải chờ Chúa đánh rồi mới chịu quay về với Chúa. Y như là Pharaoh vậy. Chúng ta nhiều khi là những đứa con ngỗ nghịch y như Pharaoh vậy. Chứ cứ phải ra tay rồi mới chịu. Không ra tay là không chịu. Những ông kia cũng vậy. Lúc khỏe mạnh cháu thì đi lễ thờ. Nhưng khi mà ung thư thời kỳ cuối rồi bắt đầu xin trả khấn cho con con. Mà sao lúc khỏe ông không đến ông cầu nguyện với lòng thương cho Chúa? Xin cha phải nghĩ có lúc khỏe. Lúc khỏe còn bao nhiêu chuyện chứ, bao giờ hắt hơi sổ mũi như vừa rồi mới chạy đến với Chúa chứ. Còn không hắt hơi không sổ mũi là không có giờ chịu đến với Chúa đâu. Chứ phải cho mình hắt hơi sổ mũi cái mới nhật mình. Ồ, sức khỏe mình cũng có vấn đề mới chịu chạy đến với Chúa. Cho nên những cái hắt hơi sổ mũi là những cái mà Chúa cảnh báo mình. Đừng để Chúa phải làm mạnh hơn cái hắt hơi sổ mũi là giai đoạn cuối. Bác sĩ ghi chữ BT cho về ăn uống thoải mái. Biết gì không? À, về ăn uống thoải mái, về mừng quá. Em ơi, bác sĩ nói bây giờ về cho anh ăn uống thoải mái, không về kinh cữ nữa em ơi. Về khoe vợ. Bề cho anh uống thoải mái. Vợ, anh có biết để làm gì không? Anh khỏe rồi. Chuẩn bị giai đoạn cuối rồi, không còn cách nào nữa, phải ăn thôi. Kiên cữ làm gì vô ích. Đi, đừng để Chúa nhắc nhở mình bằng cái giai đoạn cuối. Có nhiều người kêu cầu họ đến, măn nỉ họ đến, mời gọi họ đến, không đến. Không đến lòng thương cho Chúa, bảo đi phục vụ, không đi phục vụ. Khi nào mà te tua tan tác tả tơi tàn tạ rồi, lúc đó mới chịu chạy đến. Y như là Pharaoh vậy. Đó là điều mà trong sách Xuất Hành ngày hôm nay cho ta thấy điều đó. Và Chúa cuối cùng trước sự cứng lòng của Pharaoh phải ra một cái phép lạ cuối cùng. Mà phép lạ cuối cùng ấy Chúa muốn nhắc nhở những người dân Do Thái về biến cố gọi là vượt qua. Chúng ta sẽ nghe tiếp chuyện vượt qua biển đỏ. Nhưng ở đây là vượt qua Pak. Nhảy qua, bỏ qua, vượt qua những nhà người Do Thái có máu chiên bôi lên cửa thì thiên sứ vượt qua và không giết những con trai đầu lòng của những nhà người Do Thái có máu chiên bôi lên cửa. Đêm hôm đó, Chúa thực hiện một phép lạ cuối cùng để vua Pharaoh bắt buộc phải để dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập bằng cách tiêu diệt những con trai đầu lòng của người Ai Cập. Và người Do Thái được Chúa xót thương, được Chúa cứu khi họ thực hiện mệnh lệnh của Chúa là ăn thịt chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa. Hình ảnh con chiên ấy là hình ảnh chính Đức Giê-xu chịu sát tế để cứu ta vượt qua tội lỗi, vượt qua khỏi cái đêm tối của tội lỗi, khỏi là cảnh nô lệ cho ma quỷ sự dữ, mà bước vào miền đất hứa, đó là miền đất chảy sữa và mật. Đấy là những con người được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch để ta đang sống ở trong cái đất hứa này.
Anh chị em thử nghĩ lại coi, trong cuộc đời của mình có nhiều lần Chúa đã ra tay, Chúa đã nhắc nhở mà mình cứ không chịu. Rồi trên thế giới này cũng vậy, anh chị em nhìn thử coi, khi mà cái biến cố hay cái tháp đôi ở bên Hoa Kỳ bị sụp đổ, còn nhớ không ạ? Lúc đó người ta đốt nến, người ta cầu nguyện khắp Đức Mỹ. Rồi thế giới cũng vậy, sợ khủng bố cho nên người ta chạy đến nhà thờ, người ta đi xưng tội sốt sáng lắm. Đến khi mà xong rồi, người ta lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, lại ăn chơi, lại sa đọa, lại đủ mọi thứ tội. Và bao nhiêu tội sinh ra thì cũng bấy nhiêu thứ bệnh mới xảy ra. Ngày xưa chúng ta có biết HIV là gì không? Không hề. Ta gọi là bệnh thế kỷ mà, bệnh của tội lỗi mà. Ngày xưa ta có biết bị đồng tính luyến ái là gì không? Không hề. Bây giờ thì đám cưới giữa người nam với người nam, người nữ với người nữ, rồi đủ thứ. Ngày xưa biết bao nhiêu thứ bệnh đâu hề xảy ra, bây giờ nó xảy ra đấy. Đó là lời nhắc nhở mình mà mình lại cứ không nghe. Rồi cứ phải để Chúa ra giáng những tai họa xuống, y như xuống dân Ai Cập, y như xuống đầu vua Pharaoh mới tỉnh thức. Và biến cố mới nhất là gì? Lúc mà mọi người là sợ vô cùng, người lần chuỗi rồi lắng nghe lời Chúa, rồi nhà nhà đọc kinh. Biến cố gì? Covid. Biến cố Covid. Không ai biết là mình có thể sống sót được vào ngày mai hay không. Không ai biết là lúc nào mình nhiễm và nhiễm từ đâu. Không ai biết được. Có những người già ở trong nhà không, nhiều ông bà cố ra đi mà chẳng có được làm lễ ăn táng, chẳng có gì cả. Lúc đó ai cũng sốt sáng. Và lúc đó tôi làm những bài giảng này họ nghe nhiều lắm. Rồi làm máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân trong dịch Covid này, họ nghe, họ khao khát lắm. Họ ai cũng muốn là chạy đến với lòng thương xót Chúa, ai cũng muốn xin Chúa cứu, ai cũng muốn Chúa tỏ quyền năng Chúa ra. Và nhiều người đã được cứu thật. Nhưng mà rồi cho đến năm nay là năm thứ ba rồi, khi mà quốc tế tuyên bố là không còn là cơn đại dịch nữa, mà chỉ là một dịch cúm bình thường như những dịch cúm khác. Anh chị em nhìn lại thử coi nhà thờ có mấy người đi không? Còn tệ hơn là cái chỗ là, thưa cha, cháu con từ hồi dịch cúm rồi phải đi lễ online, bây giờ nó bảo thôi lễ online cho nó tiện, nó chả đi lễ nhà thờ nữa. Nó cho lễ online với lễ nhà thờ là thật. Thì tôi bảo, nó ăn tối nay đãi nó một món thật ngon. Rồi đãi nó bằng cái gì thì ghi cái thực đơn rồi đưa cho nó này nhá con nhá, online con nhá. Thế con cứ thực đơn vậy mà con ăn. Nó có ăn được qua thực đơn không? Mà đi lễ online mà nó bảo đi lễ được là sao? Thế thì rất nhiều bạn trẻ bây giờ bỏ vì đi lễ online quen rồi. Và nhà thờ, các cha phải kêu gọi giáo dân quay trở lại nhà thờ. Vì khi nhà thờ bị đóng cửa vì dịch, người ta không đi lễ nữa, không đến nhà thờ, không đọc kinh nữa, rồi riết người ta lười luôn, bị ma quỷ nó giữ lại luôn. Thay vì qua đại dịch phải quay về mà tạ ơn Chúa thì người ta bỏ luôn Chúa. Chúa đau không? Lúc cơn đại dịch ta kêu cầu rồi, hết kinh nguyện đại dịch này, hết kinh nguyện đại dịch kia, đủ thứ hết. Đến lúc mà hết đại dịch, tôi chưa thấy ai tổ chức một buổi lễ tạ ơn Chúa. Chưa thấy kêu gọi là, ngay cả trong giáo hội, kêu gọi là tất cả cùng dựng một ngày, một đại lễ thật lớn để tạ ơn Chúa cho chúng ta thoát cơn đại dịch. Những kinh nguyện cầu nguyện cho đại dịch cũng chìm luôn, chẳng bảo là còn đọc hay không đọc. Tôi ngồi tôi suy nghĩ điều đó. Suốt cả năm nay tôi cứ trăn trở, mong có một ngày tất cả thế giới, cả giáo hội công giáo tổ chức một ngày đại lễ tạ ơn. Giống như bên Mỹ có ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Tại sao cả thế giới, giáo hội công giáo, không những ở Việt Nam mà cả thế giới không tổ chức một đại lễ tạ ơn vì Chúa đã cứu thế giới này qua cơn đại dịch. Mà trong lúc có cơn đại dịch thì cả thế giới, cả giáo hội kêu gọi mọi người chạy đến với lòng thương xót Chúa, kêu cầu lòng thương xót Chúa. Còn bây giờ những người sống sót qua cơn đại dịch này không dâng một lời tạ ơn, không tổ chức một ngày lễ để gọi là tạ ơn lòng thương xót Chúa. Bạn có nghĩ điều đó không? Lắc đầu. Bạn có suy nghĩ điều đó không? Cũng lắc đầu. Còn ông? Cũng lắc đầu. Còn ông cụ ngồi sau cùng kia?
cũng không nghĩ tới. Tại sao? Cho nên Chúa nói với dân Do Thái với tất cả những cái chi tiết như vậy, từng chi tiết một, lấy máu bôi lên cửa rồi vân vân và vân vân. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Và qua mọi thế hệ các ngươi phải mừng ngày lễ này, mừng ngày mà Chúa cứu họ ra khỏi đất Ai Cập. Phải, đó là một ngày đại lễ, nó ngày tạ ơn. Mà qua cơn đại dịch mình chẳng có tạ ơn gì cả, không có một đại lễ tạ ơn để nhắc nhở mọi người rằng là hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Không biết Chúa nghĩ sao nhỉ? Bạn nghĩ Chúa nghĩ sao? Buồn không? Buồn. Bạn nghĩ sao? Chúa buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà phải nhớ rằng là những lời tạ ơn của chúng con, bạn mở trong Kinh Tiền Tụng 4, những lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu. Lời tạ ơn của mình chẳng thêm gì cho Chúa cả, nhưng đem lại ơn cứu độ cho mình, vậy mà không làm. Để ý chứ, mình tạ ơn hay không tạ ơn không thêm gì cho vinh quang Chúa cả, nhưng mà đem lại ơn cứu độ cho mình. Giống như là 10 người phong cùi đều được khỏi mà chỉ có một người quay lại, 9 người kia có được khỏi không? Có. Họ có quay lại không? Không. Chúa có bảo mày không quay lại thì mày cùi tiếp không? Không. Cái người quay lại thì họ được ơn. Vì họ quay lại, họ tạ ơn Chúa, có nghĩa là họ được cái ơn biết đến Chúa mà tạ ơn Chúa. Còn 9 người kia mất cái ơn nhận biết Chúa. Vì họ không tạ ơn Chúa, không quay lại thì họ mất cái ơn là nhận biết Chúa. Họ chỉ nghĩ rằng ồ tôi được ơn rồi, mừng quá, hết. Có phải là họ bị thiệt thòi không? Họ mất cái ơn là nhận biết Chúa. Còn những người này, một người này quay lại mà là người ngoại đạo nữa, họ quay lại họ tạ ơn Chúa, thì họ được cái ơn là nhận biết Chúa. Và càng nhận biết Chúa bao nhiêu thì họ càng được ơn Chúa nhiều bấy nhiêu. Cái ơn lớn nhất là ơn nhận biết Chúa, chứ không phải ơn lớn nhất là ơn khỏi phong cùi. Nhận biết Chúa rồi thì phong cùi có nghĩa là gì đối với Chúa? Mà Chúa không trừ được, không chữa được. Cho nên mình phải tạ ơn Chúa vì cái đó. Hơi tiếc, hơi tiếc. Cho nên tôi hay hallelujah, tạ ơn Chúa, để nhắc nhở mỗi người rằng là tất cả là hồng ân trong cuộc đời của mình. Phải mừng, đó là một ngày đại lễ. Mỗi ngày sáng mở mắt ra tạ ơn Chúa cho con một đêm được bình an, và tạ ơn Chúa ban cho con một ngày mới. Con có câu gì? Tạ ơn Chúa cho con một ngày mới để yêu thương và phục vụ. Phải không? Hay thấy người ta đọc cái câu đó phải không? Tạ ơn Chúa cho con một đêm bình an, và tạ ơn Chúa cho con một ngày mới. Rồi đêm đi ngủ về, tạ ơn Chúa đã gìn giữ con một ngày được bình an, và dâng lên Chúa đêm cho con giấc ngủ an lành. Vì Chúa nói ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chúa chỉ muốn chúng ta có tấm lòng thành để dâng lên Chúa, chứ đâu cần lễ tế để mà dâng tạ ơn. Đâu phải mình tạ ơn Chúa là phải giết con heo quay. Có nhiều nơi khấn chỗ nào chỗ kia được ơn, đem nguyên con heo quay đến khấn. Nhất là như chỗ cha Trương Biểu Diệp, có khi 2-3 con heo quay, rồi đủ mọi thứ dân. Điều đó không cần thiết đối với Chúa. Ta muốn lòng nhân, lòng thành. Ta muốn lòng xót thương, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Chúa cần là cần cái đó. Môn đệ của Chúa đi đường đói, bứt cái vé lúa mà ăn thì có gì là đáng đâu. Thay vì mình phải có lòng nhân từ, vậy hả, đang đói phải không, vào nhà đi, này còn miếng bánh này, ăn đi. Đó là quan tâm đến người khác đó. Thì thay vì quan tâm đến người khác thì lại quan tâm đến lỗi của người khác, mà bắt lỗi là tại sao lại bứt vé lúa mà ăn trong ngày Sa-bát. Lòng nhân để đâu? Sự quan tâm đến người khác để đâu? Mà chỉ lo bắt lỗi người khác thôi. Cho nên nếu các ông biết được câu rằng ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ, thì các ông sẽ không lên án kẻ vô tội. Lên án kẻ có tội thì còn được, phải không? Đây, lên án kẻ vô tội, vậy mà cũng lên án. Chỉ lo lên án, chỉ lo kết án, chỉ lo bắt bẻ thôi. Chứ cuộc đời này có những con người như vậy đó. Suốt ngày đi ngồi chẻ sợi tóc làm tư, suốt ngày đi tìm khe hở để bắt bẻ,
lỗi luật chữ đỏ này, lỗi luật phụng vụ này, lỗi luật này, lỗi luật nọ, luật kia. Còn cái luật yêu thương thì bỏ qua. Cái lòng nhân thì không cần, mà chỉ có lòng tà thôi. Nó bắt bẻ, nó chẻ sợi tóc làm tư, nó bới móc, nó kết án người vô tội nữa chứ. Còn lòng nhân để đâu? Lòng thương xót để đâu? Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, bao nhiêu lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.